Rồi, ba anh em xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì tiếp tục những cái cuộc hành trình phát quà cho bà con ở đây nha cả nhà. Lần trước anh em Vin làm 100 phần rồi, hôm nay thì anh em Vin cũng thay mặt anh Cường gửi đến cả nhà 100 phần cơm gà, đuôi gà nha cả nhà, cơm đuôi gà. Đây là những phần đuôi gà đầu Vin đã chuẩn bị hết rồi cả nhà, xả đá rồi rửa sạch, cũng như là mặn bớt đầu cho sạch sẽ hết trơn rồi. Rồi ba anh em thay mặt bà con ở Bến Tre vòng vòng ở khu vực tụi em nha, cảm ơn anh Cường rất là nhiều luôn, cảm ơn anh cả rất là nhiều. Còn bây giờ thì mấy anh em mình bắt tay vô đi, đây là những thành phần mà bên đã chuẩn bị rồi nè mọi người. Đây là 100 mấy cái đùi gà, anh em bên chưa có đếm lại cho chuẩn xác nha. Còn này là sả với gừng với ớt là bên dùng để luộc sơ cái đùi gà này á, tại đùi gà trong lạnh bên phải luộc sơ đặng mấy nó bị nín nè. Dưa leo, nước mắm và cũng có 100 chai nước nước sâm nữa nha. Mà hiện tại giờ anh em Vin đang để trong tủ lạnh á. Còn phần cơm thì sáng nhờ mẹ béo nấu sớm rồi nên đang ở dưới nhà của béo á. Bây giờ thì anh em Vin sẽ xử phần đùi gà này, sau đó rồi Vin mời cơm lên anh em Vin sẽ làm sao nha mọi người. Bây giờ thì hai anh em xử phần luộc đùi gà đi, hai sẽ luộc dưa leo. Dưa leo này bên tay trái còn không được đâu. Hai em xử cái này nha. Cho vô. Cho hai chỗ này vô nước luôn. Con cái bếp khè này cũng dễ làm cái phần này nữa cả nhà, chiên cũng dễ mà luộc cũng dễ luôn nữa. Thì sẽ cho chúng mình lấy cho chú bên bột ngọt với muối đi. Cái này là bên khử mùi cái thịt gà của mình bớt á cả nhà, cho thêm ít gia vị nữa nha. Không ấy thì cái đồ gà mình luộc nước không nó sẽ bị cũng như nó bị lạc á. Cho nó sâu lên vậy dạ, cho gừng với sả nó thơm á, rồi cho hai anh em đục vô. Nhẹ nhẹ nha con, không có thảy đùng đùng nha, văng nước lạnh chú ba, còn la la chứ nước nóng là chú ba kinh con dụng luôn á, quánh liền. À, đây cái nồi nước của anh em Vin này cả nhà, nấu nước nhiều á cho nó dễ luộc á. Với lại anh em Vin có bếp khè cũng không có sợ mọi người, chi nó bán ăn gian nè. Đó, chia làm hai đợt đi, hai hay trời đồ cho nó ngon. Thấy chưa, rồi để lên sáng sắm cho béo biết này luộc dễ, mình sắm cho béo cái vật mới luôn á, cho tiện hơn, cho dễ làm hơn á mọi người. Cái đồ nhìn đẹp quá, hả? Đồ nâu quá, à, đồ này. Nó lạ vậy. Nó bị gãy xương á con. Gãy xương. Cái này anh em đi lấy thùng á mọi người, có lúc thì chắc là có xe lớn trên lệch lớn nhỏ. Chứ nó không có đều hết đâu, một cái đâu. Rồi lúc trước anh em pin lúc mà bán đồ nướng mua cánh gà rồi cả nhà, biết là lấy một thùng xe đó lúc mà xe em á về, nhưng mà nó cũng vẫn có lọt chọt một vài cái bự cái nhỏ vô. Đúng rồi. Nó không có đều hết, một cỡ hết được. Hết rồi. Rồi hết. Rồi cho tí có hốt đi đừng đổ. Hốt bỏ vô cho chắc ăn. Đây nè mọi người, để phần đùi gà anh em Vin đã luộc rồi nè. Tầm quay. Đó, cái này là vô khoảng một chén cơm với một cái đùi gà nữa là hơi bị ngầu rồi nha. Thấy không, luộc gà vậy chứ nó nhìn nó ú nù à. Mình luộc thì nó nở mọi người, cũng như là nó không có bị co, nhưng mà chiên một hơi nó mới co. Nhà mẹ thứ hai con rồi. Anh em Vin ra mẹ thứ hai nha cái nhà. Nổi rồi chú hai. Sau đó anh em Vin sẽ đi rửa sơ lại một cái rồi để cho nó nguội hẳn đi, anh em Vin mới chiên. Xong cái này thì anh em Vin sẽ ginh cơm ra để chuẩn bị cơm, lo cái phần đùi gà luộc trước. Hay chiên cái bằng cái nồi này mà hai anh em Vin mua 10 lít dầu, cái nhà quyết định là chiên hết 10 lít luôn, cho nó cái đùi gà mình nó dầu nhiều quá cho nó ngon, chín đều ngon. Với lại dễ chiên nữa, chứ mà chiên gần 5 lít chắc cái này chiên nhắc 10 lần lần 10 cái hả? Lần 10 cái đây. Tôi rú chào bá luôn nha mọi người. Hôm nay thì chỉ có ba anh em Vin thôi, cô hai nhà Vin nó bị đang bệnh nữa mọi người, nên vợ Vin ở nhà trong rồi, không có vợ qua phụ được. Hôm nay chỉ có ba anh em thôi. Nhưng mà cái món này thì Vin cảm nhận thì nó không có gừng gà, không có như là làm có nhiều thứ bằng cái món bún lần trước anh em Vin làm. Nó nổi thì chúng ta chứ rất là ít thôi. Bây giờ anh em Vin đi rửa lại nha mọi người.
vấn đề giá của thầy, cái này nồi cơm của mấy anh em pin này cả nhà, giờ mấy anh em pin xế lên cái điều luôn các nó xì khó lắm. Mới nấu mà mới lên lên đó mọi người, mới quá hay. Vì nồi cơm én nó nặng này, chút xíu nữa anh em mình chiên gà xong đi, hãy đem nó ra rồi giờ sẽ én nó sao để ra một cái đùi. Mấy anh em bên canh bự thì sẽ 4-5 lần, 4 lần, 3 lần, nhỏ nhỏ thì 3 lần thôi, đừng nhỏ quá thì khỏi đáng khẽ luôn. Nó nhỏ quá là của mình đó. Cứ một hơi mà quát ấy cơm vô là cứ canh từ lớn đến nhỏ nha, còn bé nhất là của mình. Cái này thì không có đúng sai được nha mọi người, tùm lum sai không chứ. Phải là một thùng nữa thì nó chen tùm lum hết trơn, chơi nó chen cái bẹ vô sợi chế vô. Con này chắc của anh em mình. Không rồi, sáng em đếm rồi, các em không tính cái đó nha. Vậy là 104 cái đó mọi người. Vậy là mình được 4 cái không? Với cái mạng nữa đó. Biết này anh em mình tranh thủ rồi sớm nhất là không biết tới mấy giờ đây. Được mọi người buổi công tư không? Là không? Quá đẹp, quá đẹp. Lần chiên chắc được 20 cái không béo? Chiên cái nồi nó dễ hơn cái nhà đó, cái là nó không da. Nó bậy quá. Để chơi cái dầu mà nó bậy quá. Làm mình chia làm 4 lần đi. Ok. Về lần thứ 6 là có 3-4 cái hả? Thôi nhẹ nhẹ thôi cũng được nữa bé ơi. Ừ, hay sợ nhiều quá cái không buồn nhảy à. Nó tán đứt rồi ha. Tán đứt rồi. Tán đứt rồi chứ hả? Tán đứt rồi chứ không có chồng rồi trời. Ok. Giao mà cho cái mẻ đầu tiên anh em đi lấy kinh nghiệm nó đẹp, là mấy cái mẻ sau là anh em đi yên tâm à. Đó. Không một bồn của mình. Đã không? Như núi lửa phun tàu. Rồi bên sẽ tranh thủ sửa con cơm luôn nha mọi người. Ai bên cho ít gia vị với màu đều vô nhìn hồng cơm đẹp ghê luôn nè. Hồng cơm dẻo à, cái nhà quay xa cái nhà cho mọi người coi nè. Nó dẻo ngon ghê không? Nó có nguội lại nó sẽ không có bị khô mọi người. Quá xinh tươi. Nè, rồi. Để hai đậu anh đây. Lấy áo mình lên cái đầu người mình ít quá. Đúng rồi. Đó. Vô đây là dễ mà thấy màu hơn, hồi nãy biết sao không? Ở ngoài nó hơi bị ánh sáng đây nè. Nó bị chá. Đây lại bên đẹp cả nhà. Trộn ít ít thôi, dễ trộn. Trộn nhiều quá bên trộn một nồi này chắc không xong cua già. Quên nữa. Quá nóng, quá nóng. Nóng cơm rất là ngon luôn mọi người. Này có nguội lại cả nhà ăn cũng rất là dễ. Không sợ bị khô không ha. Đúng rồi. Xay vô kìa, xay vô kìa. Còn rồi đó. Hay giọt kìa. Cua già đẹp quá bé ơi. Cái này để vậy cái nhà cho nó rộng dầu xuống cái. Sánh luôn cái này được không? Được. Anh em mình để cho dễ dầu á rồi. Ê, rồi. Rồi nó nguội á rồi anh em mình sẽ ginh ra cái khác nha. Bây giờ cho nó nhiễu cái dầu bớt á mọi người. Ăn thử á. Vô. Bớt cua rồi. Nè con. Không có lắc tới lắc lui nha. Anh em đem canh vừa vừa thôi, không nhiều cơm đâu. Chú ý là đùi gà. Chú ý là cái đùi gà. Không làm canh đào, cơm rất là dẻo, rất là ngon luôn. Chắc nghe hiệp nó mới. Chứ con ginh qua con dục của bển là hơi tế trong chuyện với chú Bên luôn á.
Nước sông kinh lên nè mọi người. Bên đó nó bị bể cái gì con? Dạ, bên kia nó có mình mổ à, nó bị gắt. À, hai con chiến mã anh em Bin chuẩn bị sẵn rồi nè mọi người. Bây giờ béo vớt cái cuối cùng. Ngay cuối cùng nghe rồi. Nè anh em Bin coi đây hay làm nước mắm tặng nha mọi người. Khúc sau này đồ bự không ta? Dạ. Cho bá không nè. Những đùi gà rất đẹp luôn. Rồi, kinh nó qua. Giờ Bin sẽ xử cái chảo nước mắm. Cái phần Bin xử nước mắm. Đây thổi ra cái nhà, đậu phi. Cho vô. Cho nó thơm được. Mình bước xuống lấy chuẩn bị nó chặn của mình. Cho dễ đảo con ơi. Đỏ thơm chứ. Nước mắm. Bin sẽ cho thêm miếng nước nha mọi người. Làm bằng mỏng thôi, đặng mình nãy vô cho nó dễ. Nha. Đồ, đồ này chắc chừng 5 muỗng mà. Này. 4 5. Trứng ớt, cái này thì bên sau trứng ớt giống như làm cái nước nước mắm của mình nó sẽ kẹo lên đó mọi người. Đây kìa xíu ơi. Tàn. Cái này Bin trộn một lần chắc không hết đâu mọi người. Nên Bin chia vô đây một cái. Bin trộn xong cái Bin sẽ cho vô cái mâm. Mâm này nãy anh em Bin để dầu. Rồi, Bin còn lấy giá con múc đây cho chú Bin đi mà. Con rưới nha. Rưới cho đẹp nha. Con ngồi xuống thôi, con làm gì mà. Đừng khấn tương, đừng khấn tương con. Từ từ, không biết gì đâu gấp con. Ok nè. Con chuẩn bị húng mè mè cho chú Bin nè. Chị hai ha. Chị em hai. Hấm 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 nha mấy con. Ừ. Thơm quá. Mặn mặn ngọt ngọt nha mọi người. Ok. Để chú Bin. Ngày này chia hai luôn nè. Chắc là chờ chú quay chữ quay. Đúng rồi á. Của mình hay á. Anh em đi làm nó không có kẹo dữ nha mọi người, kẹo dữ thì bên sợ nó cay quá hoặc là nó với cái vị nó mặn quá thì mọi người dùng sẽ khó hơn. Với lại cô chú nhiều khi gặp mấy cô chú cũng lớn tuổi đó nên ăn đậm quá nó cũng không hay, nên anh em đi làm hơi lỏng và nó vừa thôi. Mình lên hết luôn. Dính mè đều quá ha. Ừ. Nhìn hấp dẫn lên liền. Hay quá. Ầm. Ầm đâu đó. Chưa tới lượt con nha. Rồi ngon rồi. Đẹp ha. Rồi nhìn hấp dẫn rồi. Quá đẹp. Đẩy xuống đây hiệu. Ờ. Đó. Cái mâm rồi, cái mâm rồi. Cái mè đều quá ha, đẹp. Quá đẹp luôn. Thôi anh em mình ăn cái gớt lại thôi cũng vui nữa. Cái gớt lại là bị ngon như vậy. Cái thấy giấm nó thấm như vậy nhiều phải không? Dạ. Cái nó bị gì vậy? Nghe nói vậy cái thằng hơi của mình nó mà nó này của mình nó hồn để còn tọn cho chú Việt. Còn phân lại nè mọi người. Để cho vô. Mình hồi tộn rồi lại còn quậy hết tay luôn hả? Quậy xong ra còn cái xương luôn. Quậy cái gì? Ý là nó ăn cái phần gớt lại á. Ghẹo con Minh nói con Minh nó để còn tộn cho chú Bin. Chú Bin đừng tộn nữa. Con Bin hồi nãy con vô con tộn hết tay luôn. Rồi, cái đó dư anh em mình để lại đi. Để đâu. Quá đẹp. Mày dính đi bàn tay chú Bin nó lại. Đấy. Chiên 4 mẻ anh hai tổng với 2 mẻ. Đó. Ok không? Được. Im. Rồi, đợi vô. Ra hộp thôi mọi người ơi.
đùi gà hơi bị to à. Cái này có đùi bự đùi nhỏ nha mọi người. Đây. Em bỏ bình nước mắm đâu? Tông không mày? Tông đúng không? Đây, tông luôn á. Ok. Đó, sao mà cho đẹp thôi. Phần cơm này là vừa thôi nha mọi người. Ở vậy em khỏi bao tay, em lấy nước mắm rồi em xong em gẹn cho. Ừ vậy đi. Vậy đi. Để thấy cái nào tiện thì mới xử đi. Đó. Tưởng là em móng chưa leo em mới bèo bao tay vô á. Đấy, ba bốn miếng đi. Nè, đó. Hợp lý. Nó đẹp. Giờ pin mấy anh em pin cho bóc từ bự đến nhỏ nha mọi người. Chứ đùi gà nhiều khi nó không có đều. Đây. À, cái này là phải có một người nữa là đóng gói vô bịch luôn á. Ê, còn làm. Nay chị hai không có ấy rồi nên hơi thiếu một tay xíu mọi người. Tại pin không có gà. Đây, này béo, thấy không? Được không? Thấy hộp cơm vậy cũng vừa rồi. Chủ yếu là đùi gà. Mấy cái đùi gà bự cũng mới được. Một miếng, 5 miếng. Xiên tay nha. Đó. Vừa luôn, vừa dặn hộp cơm. Dưa leo nè, 4 miếng hay chưa em? 5 miếng. 5 miếng. Hơi thiếu cái đi mua dưa leo giống như mua rau lần trước nữa. Mua giá. Lần trước mua giá rồi lộn. Ủa mua rau chứ. Mua rau sống. Mua rau sống. Mua giá. Giá dư nhiều. Giá dư cái rủi á. 5kg giá. Thiệt với hai thầy trò là hai rất là đói bụng luôn á. Xong đi mình ăn ra chứ mình là tính sao đúng không? Dạ đúng rồi. Mình phần đặc biệt mà. Đặc biệt là cái khúc đụng ghê á hả? Cái tinh tí nằm đó đó. Đây là những phần cuối cùng anh em pin để gọn lại thêm cho quay cho cả nhà xem cái phần cơm của mấy anh em pin nha. Đây, đây là những cái phần cơm gà mà pin đã anh em ba anh em pin thực hiện hôm nay. Cơm gà số mỡ, một cái đùi gà, một miếng cơm, vài miếng dưa leo và một bịch nước mắm nha mọi người. Đây. Những cái đùi gà nè, cả nhà thấy anh em pin vậy. Anh Cường ơi, tụi em làm vậy là hài lòng không? Rất là đẹp luôn á. Em cố gắng hết sức rồi. Bây giờ xong rồi cái bỏ bọc ginh lên liền. Rồi anh em mình ăn nhâm nhi miếng nửa chén vậy đi. Rồi lên được. Làm mày nửa chén với cái đùi gà được rồi. Quá đẹp luôn á. Đùi cái hộp cơm mình thấy mình rất là vừa ý luôn. Đùi chập á. Tâm phật. Tâm phật. Còn giữ đúng ba cái đùi của anh em luôn á. Với cái bạn. Ba đùi luôn hả? Ba cái đùi với cái bạn luôn á. Bạn luôn hả? Ừ. Vô bọc để hoàn thành. Rồi, anh em áp xuống, đẩy lên. Sao? Đẩy vô cho vô sọt luôn. Rồi, cô Minh truyền xuống cho chú ba đi con. Đây này cả nhà, 100 phần anh em pin để vô bọc hết trơn rồi nha. Và có bọc có muỗng, và kèm theo chai nước nữa thì anh em pin sẽ để ngoài. Và chứ nước mà lạnh mà để vô đó thì nó xấu lắm á. Trời ơi, sẽ muối nữa. Chứ ôm hùng luôn rồi. Gớm không? Không, mày không ra tao bỏ ăn đùi gà luôn á. À, không chứ heo nha. Anh em mình ôm hôn nhau có sao đâu. Ngủ nhau hoài à. Ngủ với mày tí chứ không à. Em ơi. Ăn miếng cái gì rồi lên không?
thôi đi. Anh em Bin ăn cái thau luôn cả nhà, thấy ghê không? Thôi ba anh em Bin mời cả nhà dùng bữa cơm với mấy anh em Bin nha. Cái mời cả nhà. Có mời cả nhà. Bin mời tính lấy cái chén cơm này hốt luôn rồi. Ăn từng miếng đi. Ăn vậy miếng cơm lót dạ. Anh em Bin cũng ăn thử cả nhà, xong rồi là gần 10 giờ rồi đó mọi người. 10 giờ hơn rồi đó. 10 hơn à? Ừ. Tiên thủ thứ đi. Hay cùng mình đi heo chú ba không? Đi heo chú ha. Ừ. Con chạy xe heo đi. Ừ. Leo lên cổ tôi sẽ chở luôn. Nghe dữ không? Thôi để con chưa gió lòng với nè. Nó dưới bụng đúng không? Một bụng rồi. Chưa gió lòng. Đưa dạ anh em bên chim này cái nhà coi nè, nó rất là đẹp nha. Mấy trong nó không còn đỏ máu luôn nè. Đó, bên căng bên nãy ra thử cho cả nhà xem nè. Cho em muỗng muỗng em. Em vớt mấy cái da gà bể nè. Ôi nãy em nhớ cục bể nhiều không ta? Những cái đùi gà nhỏ hay sẽ lấy những cái phần mà bể ra hay để vô thêm à. Đùi gà bự thì Bin để nguyên nha cả nhà, còn mấy cái đùi gà nhỏ thì Bin sẽ bóc những cái cục bể 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 giống như vậy nè, Bin để vô thêm tại vì nó không đều xay. Cái nhà bác cái da gà nè, thấy được không? Thấy Bin làm gà kia được không? Thơm thơm, không mặn quá, hơi ngọt. Còn giòn quá. Ăn giòn. Giòn. Cái da này không ăn da gạo gạo mà. Ừ. Thôi cứ gần cũng ráng ăn rút ăn lẹ để mọi người, chứ cũng tới gần tới giờ trưa rồi. Anh em Bin thủ làm từ hồi 5 giờ sáng luôn á. Mà làm dở hơn, công việc không nhiều mà sao thấy lâu quá. Có chuyên gà lâu ha. Chuyên gà lâu. Chuyên tới 4 lần. Ừ. Mỗi lần hai thấy á 20 phút là bèo á. Ừ. 20 phút. Ừ. Dễ. Ừ, đợi luôn. Ừ. Ừ. Ừ, cái gì thắng rồi mà. Thì thấy cái bạn không mà. Cái bé ăn ga không à. Ga nó dạng giả dạ. Dạ. Nó cũng ghé ăn cái này. Cũng như làm, anh em đi làm để chiên dầu mỡ với lại. Chú hơi mệt á. Ăn ít thôi, không ăn không được, tại sáng giờ chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng mà cô Minh cho uống cái gì? Tài xanh vô sốt ruột, trời muốn chết vậy. Lần thứ hai rồi làm mà không đặt dư được cái hai mấy chai. Ừ. Không nhớ luôn, Bin không nhớ luôn. Nhưng cái thẳng miệng là Bin nói tam phần vậy thôi. Đặt được hai chai, anh em Bin ba hàng sáng giờ có hai chai à. Mà quên nó đủ luôn, cô Bin đi mua đồ thêm mua nước luôn. Hai chai kia đó. Ừ, hai chai kia. Ừ. Lần thứ hai này anh em Bin làm á. Mọi người biết anh em Bin làm từ thiện á. Nước em nó cái em mà Bin đặt á nó cũng bản rẻ hơn một vài, ngon hơn lần trước nữa. Lần này thì có hạt chia nữa, nhưng mà lần trước thì 450 là 100 chai, 450 một chai. Còn lần này thì em nó lấy cái 4.000 à, đi mua đùi gà. Đi nói là cái này em mua vô làm từ thiện chứ em không mấy nữa, nên chị thấy đều đều cho em á, chị cũng bán cái vốn lại cho Bin luôn nữa. Ừ. Nó là gì anh chị, còn ngửi miếng miếng miếng. Còn cái nồi cơm của anh em Bin á thì mượn một người bạn học năm cấp 3, bạn của béo cấp 2 luôn á. Cũng là nghỉ bán cơm lâu rồi nên chợt nhớ ra rồi hỏi mượn để cái nồi cơm đó là anh em Bin mượn luôn. Chứ mà anh em ba anh em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tiếp sức cho anh em Bin chút xíu. Nhất là anh cả nữa. Rồi một người anh cái này là đầu tư của mấy anh em và anh em Bin vỡ sức gửi mấy món quà đến cho cô chú. Nó làm cho. Rồi bây giờ mấy anh em ba anh em Bin sẽ lên đường nha mọi người. Lần này thì quay xe đẹp hơn, anh em Bin được hai cái máy cái nè. Cái này là máy cũ của anh em Bin nè. Bin thì Bin đang đổi cái máy mới. Bây giờ thì lên đường. Đó. Ủa chứ còn dư.
Cột cho trứng rồi con, cột đàng hoàng ha con. Cứng luôn á. Chứ để lòng không không. Dầm chiếc xe nó bị gãy chân trống nữa. Thôi lên đường cả nhà. Rồi chấp hai tước á. Rồi thảo cơ chai nước. Cần gãy không? Rồi. Dạ dạ. Chị ăn cơm tươi chưa? Các em gửi hộp cơm để ăn lót dạ nè. Đây, em gửi chị hộp cơm với chai nước ăn lót dạ nha. Dạ. Hả, nay em gửi mà nay em đi phát cho mấy cô chú vòng vòng vậy đó. Dạ. Rồi, à, chị nhận cho em vui. Dạ, dạ. Chai nước uống cho mát người nữa nha. Dạ. Chị nhớ em không? Em gửi chị chai nước với hộp cơm ăn nè. Tới giờ cơm trưa rồi. Lần trước ăn bún, bữa nay ăn cơm đùi gà nha. Trời ơi, nó ngon luôn. Cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Phải nói cho món ghê luôn. Dạ dạ, chúc chị mua ăn đó. Cơm trưa chưa bố? Cơm trưa chưa? Chưa. Đây, con gửi bố hộp cơm gà ăn tươi nha. Đây, chai nước nữa, uống cho mát. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Bye bye bố. Trời trễ hả? Dạ, con chạy vòng vòng. Còn nhiều lắm. Con mới đi à. Rồi. Ăn rồi hả? Con gửi chú hộp cơm nè, để tươi tươi đó nữa ăn tiếp nha. Cơm chay hả? Dạ, cơm gà. Cơm gà. Dạ, cơm đuôi gà. Rồi, cảm ơn. Dạ, con gửi chai nước nè. Cơm ăn trưa chưa? Cho chị ăn một cơm nọ. Dạ. Đây, con cũng gửi con hộp để ăn với Thảo nha. Cảm ơn nha. Dạ. Đây, chai nước đó nè. Đây, con gửi. Cơm trưa chưa bà? Bà ăn cơm trưa chưa? Dạ chưa. Con gửi cô bà hộp cơm gà ăn nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Ăn lấy thả nha bà. Dạ. Con cũng canh buổi trưa để kịp giờ cơm trưa của mọi người. Cảm ơn con nhiều. Dạ, bà chúc bạn ngon miệng nha. Dạ. Cầm con chai nước trước. Đây con. Dạ, nước này nước xong, còn cái này là cơm gà. Gửi bà ăn lấy thả nha. Chúc bạn ngon miệng. Cơm trưa chưa bà? Con gửi bà hộp cơm ăn nha. Bà nhớ con không? Dạ. Lần trước con gửi bà hộp bún á. Nay con gửi bà hộp cơm nha. Bữa nay thì cơm gà nha. Dạ, chúc bà mua ai bún đó. Trưa chưa? Rồi. Em gửi chị hộp cơm với chai nước ăn lấy Thảo. Cá hả? Dạ. Đây, cơm đùi gà với lại chai nước nè. Cảm ơn ạ. Sao tỉ bộ?
chạy nó gió thổi khó chạy hả? Cho em đi. Dừng lại bán con tờ đi. Con ăn cơm trưa chưa? Chưa. Đây con gửi cô lấy con tờ đi, con gửi cô hộp cơm với nước ăn lấy thảo nha. Đây, con gửi cô. À lấy con một tờ. Đây cái này con bỏ vô cho. Đây. Đây con một tờ. Chiều nay đây túng xuống lên kiếm cô luôn á. Cho con bánh mì kem đi. À. Nóng quá. Bây giờ bán ăn uống ăn cơm trưa chưa? Hả? Mấy bán hả? Con gửi lại chú hộp cơm ăn lấy thảo nha. Cơm gà con đang tự làm. Nè, với chai nước uống cho mát. Đi bán hả? Dạ. Con hả? Đâu có, con đi chơi từ hiện. Cảm ơn nha. Dạ. Cho con cây kem ăn cho mát rồi, từ nãy giờ hơi nóng rồi. Cho vậy hả? Dạ. Đi phát từ thiện nhưng mà lâu lâu tụi con làm vài trăm phần, 100 phần con gửi vậy đó. Đi vòng vòng thấy cô chú nào cái con gửi con tặng. Nhiều chú. Thôi đưa con cái bánh mì luôn đi. Con cầm con đi luôn à, con gửi tiền. Rồi cảm ơn chú nha. Cơm trưa chưa bà? Con gửi bà hộp cơm ăn lấy thảo nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Đây con gửi bà hộp cơm. Con cơm cho đó. Dạ đúng rồi, con đó. Lần trước này con bún thịt nướng, bún thịt gan. Thấy từ xa chạy lại cười cười, cảm ơn con nha. Dạ dạ. Cơm chưa? Rồi rồi. Con gửi chú hộp cơm để anh đói bụng hơn nữa ăn lót dạ nha. Thôi cho chai nước được rồi. Ok, con thấy bố con cũng nhớ hình như con lần trước cũng chai nước nữa hay gì nè. Nước rồi. Rồi. Dạ. Bố ăn cơm rồi hả? Đây con gửi bố nha. Rồi chúc bố mua bán đắt nha. Thôi con đi. Còn không? Cho con tờ đi. Bà ăn cơm trưa chưa? Con gửi bà hộp cơm với nước ăn lấy thảo nha. Trời ơi, bà ăn mua giấy số mà còn cho lọc nữa vậy. Chắc chiều nay cho con cuốn số quá con đây. Dạ, rồi, con lấy con một tờ. Trời ơi, nè. Chiều rồi. Cho lọc coi. Chiều nay mà Túng thì quay ra vòng vòng đây kiếm con nha. Rồi. 87 nha. Con đi cho người ta hả? Dạ, chạy vòng vòng gặp mấy cô gì nè. Con cho con nước nè, hộp đi. Dạ. Con ra con nước cho bà hộp con nghiệp bà. Rồi, được rồi. Rồi, đây. Rồi, con cảm ơn nha. Rồi, rồi. Cơm, cơm đùi gà. Ăn uống gì chưa chú? Nè cho em cho thêm hộp cơm đó dành chiều ăn nha. Ok nè, em gửi thêm hộp cơm nè. Cho thêm chai nước uống lấy hảo nha. Nè. Nè, uống nước không? Dạ em hết cơm. Ok, em gửi chị nè. Rồi, trên nước uống luôn nè. Đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Ăn cơm trưa chưa? Lâu lâu em, một tháng em mới đi một lần. Lấy hai hộp đi cho anh trai kia một hộp với thịt trên nước đó nè. Cơm đùi gà nha. Rồi. Dạ. Dạ. Đồ mặn. Đùi gà chiên nước mắm. Dạ. Rồi, dạ được. Bị hốt ghét từ sáng tới giờ luôn. Rồi chúc mọi người ngon miệng nha. Dạ dạ. Bạn cơm trưa chưa? Lấy cái một tờ rồi đi, tờ nào cũng được. Làm gì có này đây? Đây con gửi bạn lấy thảo nha. Sao có những này nữa? Dạ con đi phát từ thiện nhưng mà. Cảm ơn con nha. Dạ con lấy con một tờ. Lâu lâu đi lần hay sao? Dạ lâu lâu con đi một lần. Cảm ơn. Đây con gửi bà. Chúc bà mua bán đắt nha. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Ở đâu vậy con? Dạ con ở dưới khu công nghiệp Châu Long á. Đi vậy hả? Dạ chạy vòng vòng thấy mấy cô đi bán hay vậy con gửi tặng. Chùa hay là sao?
Dạ cứu con, tụi con làm. Ủa, có người anh cho cũng như cho tiền tụi con rồi tụi con bỏ công ra làm. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ nước ra nước xăm. Cơm trưa chưa bố? Cơm trưa chưa? Con gửi chú hộp cơm để khi nào đói ăn lóc bụng tiếp nha. Vậy con gửi bố cho nước uống, nước xăm uống mát rồi. Rồi chúc chú bố ăn đó nha. Dạ. Ăn cơm trưa chưa? Hả? Cho cơm ai vậy? Dạ, con gửi bố hộp thôi khi nào đói ăn lấy lóc bụng tiếp nha. Chai nước với hộp cơm. Rồi, chờ con xíu con trả tiền. Cảm ơn nha. Dạ. Đây rồi, bố hỏi con đi. Chú hỏi con. Con cũng tranh thủ đi sớm lắm mà không kịp. Để cho kịp cơm trưa mà không kịp rồi. Có thường thường là đi lúc nào? Dạ con làm xong con nấu xong rồi thì con gói con đi thôi à. Tại mà tranh thủ quá rồi không kịp buổi trưa. Rồi, chúc chú vui vẻ đất nha. Ok. Rồi nè, em gửi nè. Không mà thôi nói người ta mới biết chứ mình không biết cho. Cho nước uống rồi Thảo nha, cho em tờ thôi. Cảm ơn. Dạ. Bán chú tờ đó đi. Bán không? Bán chú tờ đi. Đây. Bán gì cho? Chú gửi cho bên hai cho con cô hộp cơm ăn nó Thảo nha. Nhớ mà chú không? Đây nè, cầm không hả? Con gửi con hả luôn nè. Đây. Dạ dạ. Em. Nè, cầm ít cô nè, cầm ít. Đây ba chai nước nữa nè. Nước uống ăn phải có nước uống mới ngon. Nước xanh nha. Sao bữa trước bún ăn được không? Đây, nha, cầm bộ nhóc quá chị. Rồi, chúc mừng con miệng nha. Đây chú gửi tiền con tỷ số nè. Chắc gà hoặc gì hoặc cơm. Hả? Đó là chú làm cơm. Nay ăn cơm đùi gà, không ăn bún. Nay chú làm cơm đùi gà. Con gà. Thôi con đi luôn chú ơi. Con chào cô. Chú buổi trưa hả? Nay con có làm mấy hộp cơm gà. Con gửi cô chú người hộp ăn với Thảo nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Ây, hai hộp. Con hộp chú hộp hai chai nước nữa. Uống cho mát người. Rồi. Cảm ơn ạ. Chú dạ. Ở đâu? Con đi gan lấy gan đi câu hoài nè con với người khác béo á. Phải không? Anh em cũng chạy ra chạy vô hoài nè. Đâu biết đâu. Chắc là không nhớ. Dạ, thôi con đi về. Dạ. Chứ trả lời hoài mà. Hai nhóc rồi ngủ trưa hả? Đây nè, ra chú gửi cho hai hộp đùi gà nè. Đây. Lần trước chú cho ăn bún, nay chú cho ăn cơm đùi gà nha. Đây cầm nè. Đây hai bọc. Rồi để chú lấy hai chai nước nữa. Chú. Ừ. Dạ. Rồi ăn cơm trưa rồi thì để chiều ăn tiếp. Để chị gái hộp cơm ăn với Thảo nè. Nay em cho ăn cơm gà. Chú Hùng có gửi chú Hùng một hộp luôn nha. Ở đâu? Rồi ok. Chú Hùng có gửi chú Hùng một hộp luôn nha. Đây một hộp nữa. Để con gửi ba chai nước. Đi ba chai nước ăn uống cho nước. Để cho bả đà mà ba. Chú có lên ba ăn chứ không dễ ba á. Dạ. Chú gì gái chiều bả ngồi á. Rồi cảm ơn. Đi vô. Đi chai nữa. Bắp được không con? Dạ. Chị bắp bắp hẹn hợp được không? Được. Chị nghe chị ăn quê ghé hả? Chị chưa ghé hả? Ở 2 giờ mới xuống rồi chị mới mang được lên rồi. Rồi đây con gửi cho chị bắp bắp luôn đi. Đây là cơm đùi gà nha. Ở đây của em với ba còn chị bắp. Rồi. Rồi con đi tiếp à. Ăn liền chứ gì ghé ăn liền đó. Còn của chị ba để đây cho rồi phải chị đó hả? Ok.
cho con tàu không ngoại. Con bán gì vậy? Chỗ bán cơm, mày mua không? Dạ bán gì mới dự nè. À, con lấy con một tờ không mày? Ừ, tờ hả con, mày cầu hình được con trúng. Dạ mày bán con bán gì chứ hả con ta? Mày biết hả, nó chỉ cần gửi mày ăn lấy thẹo vậy đó hả con. Dạ con còn phần cuối cùng luôn á mày. Vậy hả con, đã 10 phần con chạy vòng vòng cho mọi người từ nãy giờ á. Mà còn có một phần này con gửi mày luôn nha. Gửi ngoại là gì sao? Mày ăn á. Mày ăn hả? Chặn ngoại á. Mày bán ế lắm nè, ngoại giờ. Dạ. Hôm bữa nhớ ngoại ngồi dưới quán mà ta. Ở dưới giờ ngoại ngồi đây. Dạ. Mày xuống dưới. Dạ. Gửi con là 90 ngàn ha. Dạ đúng rồi. Cái này con gửi ngoại nha. Này con tặng ngoại ha. Dạ đúng rồi. Để lại đó đi con. Chứ bán cơm rồi con chở vậy là chết luôn á. Vậy giờ con bán cơm vậy là không có được. Dạ. Mà ngoại nói là con đi bán cái gì á. Con đi bỏ hàng cho người ta đó. Rồi con cảm ơn mày nha. Ừ, đó. Rồi chúc mày không miệng. Dạ con về. Chúc con được may mắn. Con hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Cái này chai mặn con. Dạ mặn. Đuôi gà, cơm chiên đuôi gà. Ngon quá. Con có ít phần cơm này con gửi cho ăn cơm tươi với tụi con. Dạ thôi con đi luôn. Con có số phần cơm con gửi chú ăn cơm tươi tụi con nha. Chú cảm ơn nha. Dạ cảm ơn chú. Tụi con có một phần số phần cơm tươi nè, không mời con ăn cơm với tụi con nha. Rồi rồi cảm ơn. Cho chú con gửi chú phần cơm ăn với tụi con nè. Rồi dạ. Rồi cơm tươi chưa, con gửi chú phần cơm với phần nước nè, ăn cơm tươi với tụi con nha. Cơm tre hết cơm. Dạ cơm mặn. Dạ con đi chú ơi. Cơm tươi cho cô. Con gửi cô phần cơm với phần nước nè.
tươi tụi con. Để đắt cho cô. Cơm tươi chưa anh? Gửi ăn gần cơm tươi nè. Anh với tụi em gửi chị luôn. Chị có thằng cơm tươi nè, em mời chị ăn cơm tươi với em tụi em nha. Cơm tươi cho chúng nè. Dạ. Rồi bán con 2 tờ đi, chú lấy cho tao tờ nào cũng được. Rồi chú bỏ vô túi chú nha. Dạ. Rồi, con 2 tờ. Cần kiếm tiền. 2 tờ chị này con nước còn đắt nè. Nước này chú, nước đi cho khỏe. Quán sáng giờ nhiều hết rồi. Cắt tờ không được chứ. Chú cơm tươi cho chú. Xe nó bị hư. Xe hư luôn hả? Tụi con gửi chú còn cơm tươi ăn cơm với được con. Dạ. Nó cuốn thôi chị. Vậy nó cuốn. Dạ con đi luôn chú. Rồi dạ chú lấy con tài. Xe có bị chú bị gì rồi? Bị xe nó bẹp rồi, nó bỏ nó đi luôn à. Bị gì? Nó bẹp rồi, cái đèn nó cong qua một bên rồi. Đâu, con sửa được không? Không được. Không được hả? Giờ phải cút câm lại mới được nè. À là công cái niền phải không? Ừ, công niền rồi. Trời ơi, xong luôn rồi. Dạ, nó ác đi. Dạ, thôi con đi luôn chú ơi. Dạ. Để máy con sửa rồi vậy. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con đi chú. Chú. Con có phần cơm tươi này, con gửi chú. Ăn cơm tươi tụi con nha. Dạ, cảm ơn. Chú mua bông gì tòng kiển Tết hả? Dạ. Con có ít thằng
cơm tươi, con gửi chú ăn cơm tươi rồi ba. Rồi, gửi chú nha. Đừng có đi chú ơi. Chú ơi, cơm tươi cho bà. Con gửi, con gửi cho bà phần cơm với phần nước. Ăn cơm với tụi con. Ăn cơm nó miệng à. Rồi, con đi tụi con. Cơm bằng nước, ăn cơm tươi với tụi con. Rồi, con gửi bà. Quái còn quay rồi. Thôi về. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Xong rồi, xong rồi. Đây là bờ hồ Túc Giang của bờ hồ của Bến Tre. Không biết phải bờ hồ Túc Giang không ta? Bờ hồ Bến Tre. Dạ thôi. Về chú ơi. Dạ xong. Rồi anh em Vinh về tới nhà là máy đúng còn 3 thằng Tâm Vinh luôn nè bé. Nãy không anh em Vinh đã về hoàn thành nhiệm vụ rồi, bé của Vinh về trước luôn á nha. Hai em ngồi ở nhà chọn chơi chơi rồi nè mọi người. Sao rồi? Sao bữa nay thấy dễ hơn, vui hơn không? Giờ khỏe hơn hôm bữa. Tự nhiên hơn. Mọi điện nay gió nhiều nha, gió với nắng dữ quá. Không biết nữa, gió rất là nhiều luôn mọi người. Không biết là lúc anh em Vinh quay đội camera trên đầu á nó nổ hay âm thanh nó sao nữa. Gió nổ quay vòng vòng. Giờ Vinh gì Vinh gáp clip rồi Vinh mới biết được mọi người ơi, có tiếng ồn nhiều quá thì cả nhà bỏ qua nha. Giờ không biết đường sao né được nữa. Thôi rất là vui luôn. Ba anh em một lần nữa cảm ơn anh cả nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều. Thôi bây giờ anh em Vinh nghỉ ngơi xíu cái nhà dọn dẹp đồ đạc nữa. Rất là bài ra nhiều lắm, còn nhiều cái chưa rửa lắm. Nên giờ anh em Vinh dọn, tranh thủ đi phát cho mọi người rồi về nhà dọn sao. Thôi, bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye. Hết một ngày. Hết một ngày.